Chị đã trở lại với Hoa Lan Nhi Phong. Hôm nay Hoa Lan Nhi Phong tiếp tục chia sẻ cho các anh chị mình về để tạo nên những cái bộ chậu lan có những cái bộ lá mít rất là đẹp như thế này. Thì hiện tại Hoa Lan Nhi Phong đang có mặt tại vườn Lan Khang Nhi các anh chị. Đây cũng là một cái vườn đối tác lớn của Hoa Lan Nhi Phong. Thì thời gian qua thì Khang Nhi đã có nhiều tác phẩm tham gia dự thi tại các hội thi và được giải thưởng rất là cao. Thì bên cạnh những cái tác phẩm mà sau lưng của em, các anh chị mình thấy những cái chậu tác phẩm to, bản lá mít đẹp ha. Thì vườn Lan Khang Nhi cũng có chia sẻ với mình những cái chậu mà hàng phi 12, những chậu thiết kế tầm trung. Thì cách chăm sóc để cho những cái bộ lá đẹp như thế nào thì chào anh Khang ạ. À, mời anh Khang chia sẻ với lại mọi người về cách tạo nên những cái bộ lá đẹp như thế này anh Khang. Bây giờ mình phải đi qua những nhiều cái giai đoạn lắm. Giai đoạn cây mới trồng và cây trồng lâu. Nếu mà cây mình mới trồng thì đi đường phân thuốc cho nó ổn định ngày, đừng có bỏ cử để tạo cho cái cây mình nó đẹp hơn. Đi ổn định thì mình tưới liều lượng sao và bao nhiêu ngày thì mình sẽ đi phân? Thì đối với những cây mà mình mới trồng ra hay là mình mới thay chậu á, thì nói về phân lá mít thì mình đi tầm khoảng 5 cử, đi tầm khoảng 1 gram rưỡi là 5 cử thôi. Thanh cử là cây lúc cây mới trồng, tới chừng nào mình trồng cho tới lúc mà giai đoạn mà cái cây của mình á mà nó phát triển ra, cái rễ của mình nó phát triển, nó ăn ra ngoài giá thể rồi đó, mình hãy nâng lên 2 gram hoặc 2 gram rưỡi. Là bao nhiêu ngày thì mình tưới một lần? Thì theo của nhà vườn, thầy vườn ở đây, hiện tại của em ở đây á, thì em đang trồng á, thì 3 ngày đi một lần phân, là 1 ngày ăn, 2 ngày nghỉ. À, đó là chia sẻ của anh Khang về với những cái cây mà mình mới trồng ha cả nhà ha. Mới trồng thì các anh chị mình sẽ đi liều lượng là 1 gram rưỡi trên 1 lít nước ha. Thì lý cây mà mình mới trồng lại mình chuẩn bị ra rễ ha. Thì bên cạnh là việc mình tưới kích rễ nào thì mình đi phân lá mít, đúng không? Đúng rồi, đi phân lá mít mình cộng với phân kích rễ là đi đây. Là mình đi nguyên một cái combo của combo nó đúng không? Phân lá mít và đi kích rễ cộng chung với nhau rồi đi với hàng xe sồn. Đó, mình cộng nhau xe sồn thì mình đi, nếu mà cây mới trồng thì mình đi 1 xe thôi, 1 xe cho 1 lít nước. Nếu mà cây mình trồng ra dễ mà ăn ra ngoài giá thể rồi á thì mình đi 2 xe cho 1 lít nước. Còn B1 thì mình sử dụng B1 nào ạ? B1 thì có thể là mình xài, nếu nói về vườn hiện tại, vườn đang xài là B1 Thái. Là mình kết hợp với 3 loại. Kết hợp với, nếu mình đi phải sang cử, sang kể với nhau nha. Nếu đợt này á mình đi á phân lá mít mình cộng với xơi sầu xong, đợt này 3 ngày sau mình đi phân lá mít mình cộng với B1, chứ không có được cộng chung 3 loại với nhau. Nếu mình cộng 3 loại đó thì nó bị sao? Nói chung nó bị dư cái thành phần kích rễ, là nó sẽ bị động rong ở dưới chậu. Động rong, bám rong dưới chậu thì nó sẽ ủ thêm nấm bệnh nữa. Đó là một cái chia sẻ rất là thiết thực các anh chị ha. Thì rồi với một cái chậu tác phẩm lớn như vậy thì mình đi mình sẽ tăng lên hay là thời gian là mình sẽ, nếu mà nó ra chậu tác phẩm lớn, cây đã dễ, nó đã phát triển ra ngoài, ăn ra ngoài chậu rồi á, thì mình có thể tăng lên tầm khoảng, mình có thể tăng lên là 3 gram cho 1 lít nước cũng được. Cái thời gian vẫn là như vậy. Đó là những cái dòng mà phân lá mít các anh chị hay xài cho những cái cây bản lá to. Thì với những cái dòng ví dụ như lá kim, ví dụ như là anh ba nè, bà liễu nè, thì mình có xài phân lá mít được không? Được. Nó có thấy hiệu quả? Có thấy hiệu quả. Có, nếu mà dòng anh ba, bà liễu á, nó thuộc dạng là lá nhọn. Nói chung là mình đi vô phân lá mít nó sẽ tăng lớn dần dần. Nói chung cũng như cái lá nó, bình thường của mình nó hơi nhỏ đi, đi phân lá mít từ nó chiều ngang nó sẽ bự hơn một xíu và chiều dài nó dài hơn một xíu, chứ nó không có tròn như lá mít được. Rồi với trường hợp mà mình xài phân lá mít có khi nào là nó bị quá liều và mình nhận biết nó nếu mà mình đi không? Phân lá mít quá liều nó sẽ có thể bị cái tình trạng là nó dư đạm thì nó hơi rũ cái đầu lá. Đầu lá nó là dư đạm. Rồi cảm ơn những chia sẻ thiết thực của anh Khang. Với những anh chị nào mà mình muốn tạo lên những cái chậu lan mà tác phẩm đẹp ha, những cái bộ lá nó đẹp mướt như thế này, thì mình có thể áp dụng thử cái combo mà anh Khang vừa chia sẻ các anh chị. Combo sẽ gồm là một cái lọ B1 Thái ha, và một cái chai social, cộng thêm một cái phân lá mít. Thì cách sử dụng như thế nào thì các anh chị mình có thể liên hệ về Hoa Lan Nhi Phong, sẽ có chi tiết cho các anh chị mình hướng dẫn sử dụng ha.
Vừa rồi là chia sẻ của nhà vườn về cách tạo nên một cái bộ tác phẩm dendro với bản lá mít và thân hũ to. Thì để đặt hàng, các anh chị mình có thể liên hệ về số hotline đang hiện trên màn hình hoặc là mình bình luận phía dưới video. Combo này thì gồm một cái B1 Thái Social và một cái chai phân lá mít. Thì trọn bộ combo với giá là 150.000 bên Hoa Lan Nhi Phong sẽ bao phí ship cho các anh chị và tặng kèm cho mình muỗng đo lường. Hy vọng sắp tới các anh chị mình sẽ ủng hộ tiếp tục những cái chia sẻ thiết thực của từ Hoa Lan Nhi Phong. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.